Lợi Thế Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay tiếp tục ra mắt cho mọi người dòng sản phẩm đồng hồ tứ trụ vát, hàng là hàng cột trơn mọi người nhé, hàng cột trơn của năm 2023. Bên cạnh các dòng sản phẩm là tứ trụ vát cột hạt, bên có làm thêm cột trơn cho các dòng sản phẩm là đồng hồ hàng thường và hàng siêu VIP. Đấy. Các bạn nào yêu mến thì liên hệ trực tiếp qua xưởng bên em để đặt hàng các dòng sản phẩm đồng hồ đẹp như này. Em sẽ giới thiệu sơ qua phần thiết kế của các dòng sản phẩm đồng hồ này để mọi người lựa chọn xem cái trơn này có đẹp hơn không rồi nhé. Với đường nét họa tiết hoa văn, các bạn nhìn thấy màu cánh dán đem quay cái góc này, các bạn nhìn thấy cái màu của nó này. Nó quay góc này nó không lên màu đây. Đây chính là cái màu thực của nó này, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Cái góc này là góc đẹp nhất và màu thực nhất của sản phẩm. Toàn bộ cho sản phẩm này em hoàn full màu cánh dán 100% đây, màu như thế này. Không biết hiểu sao cái góc kia nó lại ra màu đỏ được. Đấy, màu này 100% rồi nhá. Em có quay góc này cho mọi người xem. Hàng trơn thì nó không có họa tiết hoa văn. Đấy, nó có phần em đục phần hơi lõm này, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Đấy. Để tạo điểm nhấn thôi. Dế lau chùi thôi. Mà các bác muốn trơn hẳn như cũng có loại trơn hẳn, có cái loại dòng em loại trơn hẳn, có loại em làm đục, em làm hơi uốn lượn này nhìn cho đẹp thì vẫn là trơn thôi, không có họa tiết hoa văn. Nhìn những cái dòng mà có họa tiết hoa văn các bác nhìn thấy này, có họa tiết hoa văn như này cơ, như này cơ, vẽ trước này như này cơ. Đấy. Nhưng mà trơn em làm đơn giản thôi, đục không có gì cả, để triện thôi. Đấy, phần bệ các bác nhìn thấy này, phần bệ rất là đẹp. Trên này bốn trụ này, anten các thứ này. Đấy, trơn hết 100%. Hoàn thiện rất đẹp rồi nhá, cả những phần nóc như này các bác sờ cực mịn luôn nhá. Không mịn các bác trả về cho em nhá. Đấy, hàng bên em là hoàn thiện đặc biệt cho mọi người. Góc cạnh các thứ các bác nhìn thấy này. Đánh giấy giáp cực mịn màng và không có một chút sơ rác nào. Rồi nhá. Mọi người nhìn thấy hàng bên em khác biệt với hàng trên thị trường. Nhiều các bác bảo là sao là hàng bên em nó đắt hơn hàng trên thị trường thì mọi người cứ so sánh là với hàng nhà làm ra với hàng chợ trên thị trường thì làm sao mà so sánh được. Hàng chợ trên thị trường các bác có thể lấy hàng rẻ hơn triệu rưỡi nhưng mà hàng không chất lượng nhá. Đây em hoàn thiện, các bác nhìn thấy lớp sơn của bên em nó khác hẳn rồi và phun rất chi là nhiều lớp mới được như thế này. Còn các bác mà mua hàng chợ trên thị trường họ xin một lớp lót và một lớp bóng thôi chứ không có cái gì cả, hàng rất chi là sơ sài. Đấy, nhận được hàng thì các bác nhìn thấy cảm nhận nó khác biệt hẳn. Chúng ta bỏ ra số tiền 10 triệu đồng để chúng ta mua sản phẩm này làm sao cho đẹp nhất. Cột đây, mặt đằng sau đây, xin các bác nhìn xem mặt đằng sau hoàn thiện, các bác nhìn thấy đây, đây màu cánh dán này, màu 100% màu tự nhiên, gỗ vân tự nhiên và liền cối của nhá. Đấy, liền cối đây, vân nhá các bác nhá, vân này. Đấy, vân này, cột này bóng lộn luôn rồi nhá. Trên nóc xin được các bác nhìn này, trên nóc bên em hoàn thiện bóng lộn. Bên em không có tiếc sơn, không có tiếc công hoàn thiện thì làm sao mà nó được đẹp. Tất nhiên là phải được đẹp rồi, chứ còn các xưởng khác họ không làm như thế này thì làm sao mà họ được trả bớt sơn rất nhiều mọi nhá. Giảm cho các bác bây giờ một công thợ rơi vào tầm 400.000, các bác cứ tính em bớt được hai công thợ được 800.000 rồi, bớt được 1-2 lớp sơn chúng ta bớt được thêm tiền triệu rồi. Ngoài ra phần gỗ của bên em tuyển cho các bác những phần gỗ đẹp nhất, cột to hơn. Cột này cột 6 phân rồi nhá. Cột 6 phân. Hàng là hàng bình thường thôi nhưng mà là cột 6 phân. Đấy, rất to, các bạn nhìn sở rất to, mịn màng. Hoàn chưa cái khâu hoàn thiện nó đã rẻ hơn so với các đắt hơn so với các xưởng khác tầm hơn 1 triệu rồi. Mọi người tính công là ra dòng sản phẩm thôi. Tính công tính sơn thôi. Đấy, riêng cái phần đấy mọi nhá. Còn về phần bên em đóng được, bên em thợ bên em đóng làm ra nó rất chi là chắc chắn. Các cái phần mép cái thứ này, những cái phần này nó làm hoàn thiện rất chi tỉ mỉ, có nhìn nó không thấy chỉ đâu. Đấy, những cái xưởng khác có đóng nhưng mà nhìn thấy hàng chợ thì thôi rồi, các bác cứ bảo là họ cho xem như nếu mà được như xưởng bên em thì ok, còn không như xưởng bên em thì các bác cứ cho sạch, các bác cứ xem làm sao cho được một cây đồng hồ đẹp nhất rồi nhé. Phần sau trong bên em này có nhìn thấy hoàn thiện này, bóng lộn sờ phải mịn, sờ mịn màng rồi nhé, hoàn thiện rất chi là tỉ mỉ. Và hàng như thế này bên em lắp phụ kiện nhôm, hàng mà hàng cột trơn bên em đang bán giá là 11 triệu đồng cho nhôm, và đồng thì bên em đang bán là 12.800.000 thôi nhá. Liên hệ trực tiếp qua xưởng em để đặt hàng, hỗ trợ cho người bán kính 50 cây đầu tiên, có thể hỗ trợ cho bác là bán rẻ hơn 12.500.000 hoặc là 10.500.000, tùy vào khu vực, các bác nào khu vực gần thì chúng ta sẽ hỗ trợ được nhiều hơn.
còn xa thì bên em không thể hỗ trợ được thêm nhé. Ok, các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này 0961033970 để đặt hàng nhé. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo.